các bạn sẽ nhận được 10.000 token có ký hiệu là Alexer XTCR. Con này dùng với Wallet Exchange các bạn. Đầu tiên các bạn join vào hai group nè. Join vào hai kênh Telegram, kênh channel và một kênh group của nó nè các bạn. Để mình vào thứ. Rồi mình join gọi nha các bạn. Join xong các bạn ghi là username Telegram của mình nè. Rồi các bạn follow Tower và request cho Pinbot chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn ghi là username Tower của mình nè. Rồi các bạn dùng cái ví Wallet Exchange nha các bạn. Các bạn bắt địa chỉ ví Wallet Exchange của mình vào nè. Rồi các bạn bấm vào balance, bạn sẽ nhận được 10.000 token có kèm Alexo ET. Rồi các bạn vào đây lấy bấm vào get link, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè, người thân, mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 1.000 token khoảng 15 đô. Con này theo thông tin nó là nó sẽ phân phối vào ngày mùng 1 tháng 4 nha các bạn ơi. Các bạn làm thử thì còn ăn được thôi bỏ các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mình có để phần link với cái ví Wallet Exchange nữa, các bạn vào cái ví mà để chữ deposit, chữ nạp, các bạn lấy cái địa chỉ với Wallet đó nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.